chúng ta tạo ứng dụng này. Ứng dụng này cô sẽ chỉ yêu cầu là chúng ta cũng vẫn thế, chúng ta sẽ có hai cái button để một cái thì sẽ nhảy sang kết nối đến một cái layout 1, còn một cái button 2 thì nó sẽ kết nối đến cái layout 2. Và cái layout thì có một cái text view hoặc exit text để thông báo là để biết được là chúng ta đang ở layout 1 hay là layout 2. Chưa? Ôn lại sau đấy thì chúng ta sẽ có một cái thông báo ra là bạn chuyển giao diện thành công, hoặc là bạn đang ở giao diện 1 hoặc là bạn đang ở giao diện 2. Chưa? Đấy là cái nội dung đầu tiên của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tạo lại ứng dụng giống như cái bài hôm trước. Thì cái mà chỉ có cái dòng thông báo một lúc mà nó mất đi thì cái đối tượng đấy là chúng ta sẽ gọi là tốt. Còn cái thông báo mà chờ chúng ta xác nhận là xem là có xóa hay không, hay là xác nhận lại là không xóa thì sẽ quay lại. Đấy. Cancel chẳng hạn, hoặc yes no, thì những cái đấy là cái ở trong Android Store nó sẽ dạng notification dialog, tức là có cái dạng hội thoại. Còn dạng tốt thì rất là dễ, và demo thì đa số chúng ta dùng dạng tốt. Nhớ là cái bài hôm nay là chúng ta sẽ có cái thông báo và cái hộp thoại để xác nhận một cái hoạt động nào đó. Đấy là nội dung bài hôm nay. Trước tiên chúng ta ôn lại bài cũ đã nhá. Tạo ứng dụng đi ạ. Xong chưa? Các bạn tạo ứng dụng xong chưa? Rồi nhá, tạo ứng dụng xong nhá. Thì chúng ta sẽ tạo hai cái giao diện. Còn ở trong giao diện chính của chúng ta thì chúng ta sẽ tạo hai cái button. Hai cái button nhá. Bạn nào mất điện mà máy tính sập nguồn rồi nhá thì cốt tay. Rồi ok. Chúng ta sẽ tạo hai cái giao diện. New này, layout này, thì các bạn đặt ở đây, cô sẽ đặt là layout 1 và một cái layout 2, new layout đấy. Tí nữa chúng ta sẽ thiết kế lại là cái button 1 này,
Khi nhấn sự kiện vào button 1 thì nó sẽ chuyển sang layout 1. Khi nhấn sự kiện button 2 thì nó sẽ chuyển sang layout 2. Ở cái layout 1, layout 2 thì các bạn sẽ có text view hoặc là entity text để chúng ta biết được là chúng ta đang ở đâu. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể cho cái text size của nó to một chút. Nhớ là Ctrl Alt L để định reformat code. Này quen rồi nhá. Cái layout 2 này thì cô muốn cho nó khác hơn một chút. Lúc này cô không cho text view nữa, cô cho edit text. Cứ text là văn bản được chưa ạ? Edit là để soạn thảo, vậy edit text thì chúng ta để nhập nhập text, còn text view để hiển thị text. Thì thông thường để test thì hay sẽ dùng text view, còn nếu nhập dữ liệu thì chúng ta sẽ dùng edit text. Thế thì còn để hiển thị cái chữ mm chỉ để hiển thị sẵn thôi, còn khi nhập vào thì nó sẽ lấy dữ liệu sẵn, dữ liệu của chúng ta ấy, thì cái đến h in, h là hide tức là ẩn. Mời nhập dữ liệu trên layout 2 chẳng hạn. Đấy, để cho nó khác đi thôi. Thực ra là cái thói quen mà để ID là rất là tốt. Còn nếu như bạn thực ra bài này chúng ta thì cũng không cần phải dùng đến ID text này, nhưng mà chúng ta sẽ để ID này theo một thói quen, tức là bởi vì hầu hết các cái điều khiển trên giao diện của chúng ta thiết kế ra để chúng ta sẽ kết nối và điều khiển nó qua cái code ở trên activity, code ở trên Java code. Đấy, nên là thông thường là sẽ sử dụng ID. Vì vậy là khi mà tạo các điều khiển, thông thường chúng ta nên có một thói quen là chúng ta tạo ID luôn. Đấy nhá. Bước 1 tạo ứng dụng xong, bước 2 chúng ta tạo giao diện. Với cái giao diện chính của chúng ta sẽ gồm có hai cái button. Để tí nữa chúng ta sẽ ôn lại là chúng ta sẽ bắt sự kiện là khi mà nhấn vào button 1 thì nó sẽ chuyển sang layout, hiển thị ra layout 1, và nhấn vào button 2 nó sẽ tự động chuyển sang layout 2. À quên, button này có chưa có cái text hiển thị ạ. Chị bạn Hoàng đã nộp bài rồi, cô yêu cầu nộp bài đâu. Rồi, chứng tỏ là chúng ta xong rồi đúng không? Rất đơn giản, với cái này là ôn lại bài cũ thôi. Bây giờ các bạn sẽ tạo hai activity nhá. Đấy, chúng ta tạo activity này. Rồi, chúng ta sẽ đặt tên cho cái này là activity 1 nhá. Muốn chạy đúng không? Chúng ta có thể kế thừa từ activity hoặc là confess app activity. Đấy, thằng này là cha, thằng kia là con. Ok.
Hoặc là không thì chúng ta có thể gì ạ? Cứ viết. Đấy, cứ viết. Xong đấy chúng ta sẽ gì? Kế thừa sau. Cái này lập trình đối tượng chúng ta vẫn viết đúng không? Đây chúng ta sẽ chọn activity cũng được, mà app context activity cũng được. Giống như gì ạ? Giống như main activity, một thằng cha, một thằng con, các bạn kế thừa thế nào thì nó cũng chạy được. Ngoài ra thì khi mà chúng ta muốn để cho cái activity này được chạy, cái hoạt động này được chạy thì vẫn nhớ là gì, công việc rất dễ nhưng rất dễ quên, đấy là gì ạ? Khai báo ở trong manifest toàn bộ những cái vào ra và những cái ứng dụng mà có thể được chạy. Đây chúng ta sẽ phải khai báo ở, trong thằng này. Chưa? Nhìn thấy chưa? Hôm trước chúng ta làm rồi ạ. Cô đang băn khoăn tại sao nó lại chưa có activity main này. Bình thường là nó sẽ tự động hiểu activity main. À đây rồi ạ. Đấy, hôm nay là sáng nay ngủ dậy muộn. Nên là mắt chưa nhìn nhìn không kỹ. Đấy. Các bạn nhìn thấy main activity chưa ạ? Vì vậy khi mà khai báo trùng nó sẽ thông báo lỗi ở đây. Cũng như vậy, nếu như bây giờ các bạn mà activity 1 chúng ta đã khai báo rồi mà chúng ta lại khai báo lại. Đấy, thì nó cũng sẽ gì ạ? Có một thông báo gì ạ? Trùng. Giống như ngày xưa chúng ta trùng tên biến đấy ạ. Nó sẽ quản lý rất là chặt chẽ. Và sau cái lệnh khai báo này thì activity 1 và activity 2 là hoàn toàn là có thể được chạy trong ứng dụng, và được chạy hay không thì nó sẽ hiện ở trong bắt sự kiện ở đây. Thế thì khi bắt sự kiện thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ có hai cách, được chưa? Cách thứ nhất là chúng ta on click ở đây này. Đấy. Chúng ta đặt tên là gì thì chúng ta phải nhớ nhá. Ví dụ on click nhá, đặt tên ở đây là BT1 chẳng hạn. Đấy, cái phiên bản cũ thì nó sẽ không báo lỗi ở đây đâu, còn phiên bản mới của chúng ta thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ thông báo ở đây. Thì tức là có on click là cái version mới như hôm trước cô nói đấy ạ, thì khi version mới của nó thì nó sẽ cẩn thận hơn, người ta sẽ tức là bắt chặt chẽ hơn, thì khi đó được bắt buộc là gì ạ? Có bạn sẽ bảo là không, nó không báo lỗi chỗ này, nhưng mà có bạn lại bảo nó báo, nó gạch chân đỏ và bắt chúng ta phải sửa. Thì phiên bản cũ thì nó sẽ lờ đi, tức là các bạn không có cái sự kiện on click ở trên cái activity thì cũng được. Thế nhưng mà đối với cái phiên bản mới thì nó bắt buộc phải bắt, tức là các bạn phải viết cái hàm mà truyền vào một cái view có tên hàm là cái cùng tên với on click này, và phải copy chuẩn thì nó mới chạy. Thế còn đối với phiên bản mới thì nó sẽ bắt lỗi, và chúng ta quá hoàn toàn chúng ta có thể gì ạ? Tạo cái hàm để kết nối đến cái on click trên XML đấy. Em cô, thế mình khai báo on click bằng BT1 thế thì về sau thì nó đây có phải là ID của nó luôn không? Không, ID nó đây mà em. Đến về sau mình muốn làm hành động gì liên quan đến bức tường ý thì mình vẫn phải tạo ID hả cô? Không, có chứ. Là kết nối thì kết nối qua ID, còn cái on click này chỉ là sự kiện của cái button thôi. Giống như tên và cái hành động của em ấy, tên của em là Việt, những hành động của em là học, là ngủ, là ăn. Thì sorry, cái tên của em là cái hiển thị, còn cái mã của em ấy, mã của em là 101171 chẳng hạn. Đấy. Thì cái ID đấy là cái mã, mà mỗi một cái đối tượng là chỉ đặc trưng bởi một mã thôi. Thế còn cái button là nó là hành động thôi. À sorry, on click nó là hành động, nó khác nhau. Yeah. Nó không giống nhau. Và điều khiển thì phải qua cái chỉ là ID nào, ID nào. Thôi nhá, cái button 2 cô không on click đấy nhá. Button 2 tí nữa cô sẽ listener, được chưa ạ? À, chúng ta sẽ khai báo
cái on click, sự kiện của on click thì như hôm trước chúng ta làm rồi, nếu như on click thì chúng ta cũng không cần phải khai báo ở đây. Và bởi vì là khai báo rồi là file by ID hành động nó cũng được thực hiện qua các phương thức này rồi. Nên là chúng ta không cần phải khai báo nữa, còn đối với listener thì bắt buộc chúng ta phải khai báo, phải kết nối đến cái điều khiển đấy ở trên giao diện rồi mới gì ạ, lắng nghe cái hành động tương tác đối với cái button đấy. Như vậy ở đây cô chỉ khai báo cái button 2 thôi. Và button 1 thì nó hành động của nó được thực thi qua cái này rồi. Nên cô không cần phải kết nối đến cái button 1 thông qua cái ID là BT1 để sai khiến nó nữa. Ok. Đấy, BT1 thì có này rồi, BT2 thì nó sẽ là gì ạ? Set on click listener đấy, nhìn thấy chưa ạ? Set on click listener. Đấy. Nhìn thấy on click listener chưa ạ? Đấy, khi mà chúng ta viết cái on click listener này là nó sẽ gì ạ? Nó lắng nghe trong cái hàm này. À, và cái công việc mà cái thằng button 2 nó thực hiện nó sẽ viết ở trong cái hàm on click. Thế còn công việc mà thằng button 1 nó thực hiện thì nó sẽ viết ở trong cái phương thức BT1 cùng tên với cả cái on click này. Thế còn nếu mà các bạn đổi tên nhá, đổi tên cái on click này không phải là button 1 nữa mà là gì ạ? Đặt tên là mu2 1 đi ạ. Layout 1 đấy ạ. Thì lúc đó thì các bạn đã phải gì? Phải đổi tên lại. Dạ. Không cùng tên là nó sẽ gì ạ? Nó sẽ không hiểu, và không hiểu thì nó sẽ thực hiện sự kiện là không đúng. Đấy. Nhớ chưa? Cái tên này là phải chuẩn. Và nếu mà các bạn không chắc chắn mà viết được đúng loa thường cái gì đấy thì các bạn copy paste, copy và paste sang. Ok chưa? Rồi chúng ta sẽ viết sự kiện ở đây như hôm trước chúng ta học rồi, đã intent đúng không? Intent là một cái đối tượng, intent và bundler thì chuyên để gì ạ? Để mang dữ liệu, intent chuyên để mang dữ liệu. Intent chuyên để mang dữ liệu. Intent chúng ta nó sẽ có hai dạng, hai chức năng chính. Thì cái hôm trước chúng ta dùng đấy là một trong những hai chức năng chính của intent. À, chúng ta đặt tên biến ạ. À, intent chúng ta sẽ chuyển từ cái activity này đến activity kia. Activity này của chúng ta đang là gì đây? Main đúng không? Đang là main ạ, main activity. Thì cái activity nguồn thì sẽ là chấm .sys. Activity đích thì là chấm class. Cái này cú pháp hôm trước chúng ta viết nhiều rồi. Và nhớ là nó chỉ được chạy thông qua gì ạ? Start activity đúng không? Rồi, ok. Đấy, copy paste nhá. Copy paste và exit. Đấy là cái hành tin của chúng ta rất giỏi. Nhưng nhớ phải chuyển lại gì ạ? Cái button 2. À sorry, cái này mới là button 1 chứ. Cái trên là button 2. Đấy. Ở sáng nay ngủ dậy muộn nên mắt mờ mà này. Xong rồi ạ. À, button 1 của chúng ta sẽ chuyển đến activity 1. Button 2 chúng ta sẽ chuyển đến activity 2. Được chưa? À, đây là chúng ta đã đang code ở trên activity main. Tí nữa chúng ta sẽ sang activity 1 và activity 2 để gì ạ? Set content view để kết nối đến cái layout tương ứng.
Xong chưa? Cô cho bạn em 5 phút cô. Cái này quen rồi đúng không? Rồi. Máy bạn nào chậm thì đấy nhá, máy bạn nào nhanh thì chúng ta sẽ chuyển sang cái Activity 1, Activity 2 luôn. Hôm trước chúng ta cái chu trình sống của Activity chúng ta biết rồi, và muốn mà cái Activity được lấy thì nó phải qua cái on quiz chưa, kiểu gì thì kiểu nó muốn chạy được thì nó cũng phải có gì ạ, on create. À đấy, hôm trước chúng ta có hai hàm on create nhá, hai hàm on create nhá. Cái hàm thứ nhất này nó sẽ chỉ có một tham số là bundle này, cái hàm thứ hai thì nó có hai tham số. Thì hôm trước có bạn là chạy thì nó không ra mong muốn, là do chúng ta lựa chọn gì ạ, chưa đúng. Thế thì nếu mà các bạn quên ấy, on create create này mà không biết chọn cái nào ấy, thì các bạn hãy mở main activity ra thì chúng ta nhìn cái gì ạ, đấy, cái hàm on create này xem nó có mấy tham số thì chúng ta có thể gì tạo cái hàm nó có tham số tương y xì thế này, hoặc không thì chúng ta làm sao, chúng ta có thể copy cái on create và chúng ta sẽ sửa lại theo đúng cái on create tương ứng ở trên activity 2 thôi. Nhớ là cái này của chúng ta không phải activity main mà nó là layout. Layout 2. Chọn đúng nhá. Còn bạn nào không tự tin chọn được thì là gì ạ? Như cô vừa làm đấy, copy paste và sửa, copy paste và sửa. Dạ, như ở cái activity 2 là cô copy paste và sửa. Còn activity 1 là cô tạo. Tại vì nó có hai hàm on create, hai hàm on create. Và chúng ta sẽ chọn hàm tương ứng với cái số lượng tham số và các tham số tương ứng cho cái chức năng mà chúng ta đang đang làm. Và khi cả short set content view cũng thế, nó sẽ có hai hàm, thậm chí có trường hợp nó có ba hàm liền ở các cái package khác nhau, và chúng ta phải chọn cái phương thức của cái tương ứng của cái đối tượng của cái pack ở trong cái package nào, chứ không phải thích chọn nên nào chọn, bởi vì chọn được do kia nó sẽ không chạy theo cái mong muốn chúng ta, hoặc là nó không chạy được. Đấy là chú ý, chưa quen có thể copy paste và sửa. Còn nếu mà các bạn nhìn thuộc quen rồi, tốt nhất là các bạn code nó sẽ nhanh hơn. Bạn nào xong các thao tác rồi thì có thể chạy. Cô nhắc lại nhá, tạo ứng dụng này. Bước 2 là tạo giao diện. Bước 3 là code. Code activity ở trên các file Java code. Và khi mà code activity trên Java code thì chúng ta chú ý là muốn cho thằng activity nó chạy thì chúng ta phải khai báo trong manifest. Khai báo trong manifest rất đơn giản nhưng rất hay quên. Vì vậy tốt nhất là các bạn làm cho các bạn khai báo luôn. Làm khai báo luôn và ngay thì không thể quên được. Code thì chủ yếu là main activity thôi, còn ở hai cái hai activity kia thì không có gì cả.
của cô chưa chạy ra kết quả. Đấy, máy tính nó mới ngủ dậy nó cũng chậm hơn là bình thường. Tí nữa lấy lần sau thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi. Mà ví dụ của cô nó đang ngái ngủ nhưng mà nó vẫn gì ạ? Nó đã chạy ra rồi. À, đúng chưa? Layout 1 của chúng ta là có một cái text view hiển thị ra chữ layout 1, layout 2 của chúng ta là gì? Hiển thị ra một cái exit text, mời nhập text ở layout 2. Thế còn có những cái hôm trước chúng ta đã có rất nhiều giao diện rồi, ở trong cái bài tập tuần trước ra về nhà cô đã yêu cầu các bạn là cứ lấy giao diện này lấy giao diện kia để chuyển. Nhớ là phải dùng thông thuộc cả hai cách on click và set on click listener, dùng thành thục cả hai kiểu này, các sự kiện rất là quan trọng cái cho bài tập lớn cũng như là cho đồ án của các bạn, các sự kiện rất là quan trọng. Còn có thể bây giờ chúng ta cái pattern của chúng ta chỉ là đơn giản thế này thôi, thế khi mà quen thuộc rồi thì chúng ta sẽ có thể bo tròn rồi là cho cái hình ảnh email vào, nó sẽ thay vào cái việc mà chúng ta để cái pattern cái dạng text này, thì lúc đấy chúng ta sẽ là email pattern thì nó sẽ đẹp hơn, vẫn phải Em làm được đã. Hỏi đi em. à, từ cái layout ấy, ở cái on click ấy, thì để cho nó bấm gì cho tự sinh có sang làm main đi không? Lên thì bấm chuột chuột Chưa phải quen. Đây khi mà chúng ta viết nhá thì nó sẽ có cái gạch gạch đỏ đúng không, ở phiên bản hầu như các bạn là phiên bản 3 chấm đúng không, 3 chấm thì nó bắt bắt phải có, thì khi chuyển ra đầu dòng này giống như các bạn sinh code thôi, các bạn nhấn Alt Enter cũng được, mà không thì các bạn đưa ra đầu dòng cái có cái hình cái bóng đèn đấy thì các bạn nhấn vào và các bạn chọn, còn Alt Enter thì nó cũng gì ạ, nó cũng nhảy sổ ra một danh sách để cho chúng ta chọn cái hành động tương ứng đối với con click này. Thì do là cô cũng sinh rồi nên là cái phương thức tương ứng ở đây thì nó chưa hiện ra, còn nếu như chỗ cái đây ạ, của cô nó chưa có này thì nếu như cái hàm này mà chưa có thì tự động là ở đây nó sẽ hiển thị ra cái phương thức tương ứng là tạo một cái hàm ở trên main activity đấy. Như hôm trước là chúng ta có bạn muốn là nó sẽ tự động thì nó tự tạo ở trên main activity rồi ạ. Như vậy là tuy nhiên là có bạn không muốn trong main activity thì cũng chưa, có bảo là nó các bạn cứ sync tự động cũng được, mà sau đấy thì các bạn sẽ cắt từ cái main activity sang cái activity khác. Cô chờ 5 phút nữa nhá để chúng ta sẽ demo sang Toast nhá. Intent vừa ôn lại cái xử lý sự kiện của button hai kiểu on click trên XML và set on click listener.
Ok nhá, chúng ta sẽ chuyển sang toast nhá. Toast là một cái dạng thông báo ra màn hình. Nó là cái dạng cực kỳ đơn giản đấy ạ. Đây, các bạn nhìn cái kết quả của toast đấy ạ. Khi mà có một sự kiện gì đó mà chúng ta muốn xác nhận cho người dùng biết là hệ thống đã xử lý. Nhưng mà không cần xác nhận lại từ phía người dùng. Thì chúng ta sẽ sử dụng toast message. Thì cái dòng thông báo của toast message ra thì nó sẽ chỉ hiện hiển thị thông báo xong rồi nó sẽ tự mất ngay. Tức là không cần phải xác nhận của người dùng. Dạ. Còn cái dạng mà cần xác nhận của người dùng ấy, xem nó có xóa hay không, có chuyển hay không thì lúc đấy chúng ta cái dạng đấy là dạng notification dialog. Đây là dạng toast này, chỉ thông báo ra rồi. Các bạn nhìn này, cái cấu trúc của một toast này, đây nó sẽ như thế này. Các bạn có thể tách rời ra thành nhiều câu lệnh, được chưa? Có thể tách rời ra nhiều câu lệnh. Tuy nhiên là theo thói quen, ví dụ như cô chẳng hạn, thì cô sẽ chỉ viết trong một dòng lệnh thôi, bởi vì nó rất là ngắn. Thì đầu tiên là nếu như viết tách rời ra, thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải khai báo này. Toast T đúng không? Sau đấy khởi tạo này, new toast này. Xong bắt đầu mới sử dụng cái phương thức của toast t.makechange. Tức là tạo cái dòng thông báo này, makechange để tạo cái dòng thông báo này. Cái hàm makechange, cái phương thức makechange thì nó sẽ có 3 tham số. Các bạn nhìn này ạ, tham số thứ nhất là context. Context thấy chưa? Nếu như chúng ta viết ở activity thì nó là main activity.this. Được chưa? Main activity. Thế còn nếu mà chúng ta activity 1 thì chúng ta điền tên cái context là activity 1. Nếu ở activity 2 thì cho điền context là activity 2. Tức là chúng ta ở cái context nào thì chúng ta sẽ điền context đấy. Cái tham số thứ hai của cái phương thức backtest là cái chuỗi văn bản mà chúng ta sẽ hiện ra cái thông báo. Đây, ví dụ là chia chấm chấm I am told. Đây chính là cái text văn bản thông báo của cái thông báo này. Đấy. Và chúng ta muốn thông báo là bạn đã chuyển sang layout 1. Đấy thì chúng ta cũng ghi easy đấy, bạn đã chuyển ra layout 1. Tức là chúng ta muốn hiển thị cái gì thì chúng ta sẽ hiển thị ra, nhưng mà thông thường là cái này cái những cái dòng thông báo này nó sẽ vắn tắt những câu rút gọn thôi chứ nó không cần câu đầy đủ, để dài quá thì người đọc cũng rất là khó để đọc. Cái tham số thứ ba là cái thời gian mà hiển thị cái dòng thông báo này thì chúng ta sẽ gọi là duration. Duration duration là cái khoảng thời gian. Thế thì nó sẽ có toast, nó hỗ trợ chúng ta hai cái loại là length và short, tức là khoảng thời gian tồn tại của cái dòng thông báo này là dài hơn, còn có một cái dạng là hiện ra rất là nhanh, short. Và thực hiện xong thì nó sẽ phải có cái phương thức sâu để hiển thị lên. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là đối với toast nhá, nếu các bạn viết tách lẻ ra chúng ta sẽ phải có 3 dòng code: khai báo và khởi tạo, make check và gọi đến t chấm sâu nữa, tức là 3 dòng. Thế nhưng mà tuy nhiên là thực ra nó cũng không quá dài, do chúng ta hoàn toàn có thể viết trên trên một dòng. Và đây là cách viết trên một dòng và cô thường viết theo cách này. Cô nghĩ là các bạn cũng có thể viết cách này, nó sẽ đỡ dài hơn. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện luôn nhé. Các bạn nhìn kỹ nhé, nhìn kỹ lý thuyết này nhé. Các bạn có thể viết luôn vào trong vở không, tí nữa không quên ạ. Khai báo khởi tạo này, dùng make text này, rồi dùng sâu này. Rồi chúng ta quay trở lại.
Đấy, chụp lại cũng là một cách hay. Bây giờ chúng ta nghĩ xem ứng dụng của chúng ta sẽ làm thế nào nhỉ? Khi mà nhấn vào cái sự kiện của cái nút button move to layout 1 này, thì trước khi chuyển sang cái actually 1 thì chúng ta sẽ thêm một cái thông báo ở đây, đúng không? Một cái thông báo là bạn đang chuyển đến layout 1. Ok. Rồi ở cái move to layout 2 thì trước khi mà chuyển đến layout 2 thì chúng ta có thông báo này. Bạn đang chuyển đến layout 2, chúng ta thực hiện luôn nhé. Này. Trước nhá, trước intern nhá. Thế còn nếu chuyển rồi thì nó lại không nghĩa nhiều đúng không? Chúng ta dùng luôn cái cách dùng tắt này, thốt này. Tất cả các bạn tập trung vào và code luôn theo cô nhá. Cô sẽ code chậm. Code chậm để các bạn code theo. Thốt. Nhìn thấy chưa? Rồi, enter. Chấm. Make text nhá. Được chưa? Thế có hai phương thức make text. À, các bạn thấy là nó giống cái make text nào nhỉ? Chúng ta muốn hiển thị cái gì? Cái đoạn văn bản đúng không? Như vậy thì nó sẽ là read ID, nghĩa là cái ID ở nguồn hay là text ạ? Tất nhiên là cái gì? Cái text rồi, chúng ta sẽ chọn cái thứ hai nhá. Bởi vì chúng ta muốn hiện cái thông báo là cái đoạn văn bản mà. Đúng chưa? Thì nó sẽ là truyền vào text chứ không phải truyền vào ID. Nào, chọn đi ạ. Rồi, ok nhá, chọn nhá, enter. Xong, bước thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ nhập 2.1 vào context. Nhớ này, context của chúng ta đang ở gì ạ? Main activity, nhìn thấy chưa? Cái sáng ở cái màn hình của cô đấy, nhìn class main activity chưa ạ? Đấy, đấy chính là context của chúng ta. Riêng cái thằng activity vì chấm dít, thế còn cái activity khác thì không. Rồi, như thiết kế của chúng ta là chúng ta bảo là gì ạ? Bạn. Cô chưa vào tiếng Việt rồi. Đấy. Bạn đang chuyển tới layout 1. Chấm than. Ok. Các bạn không nhất thiết phải gõ đúng cái đoạn text của cô đâu nhá. Các bạn hiển thị cái đoạn gõ đoạn text nào thì nó sẽ ra đoạn text đấy. Rồi các bạn nhìn thấy chưa ạ? Có long và có short. Long và short. Chúng ta thích long hay short ạ? Cái này mà chọn long thì cái sau chọn short để cho chúng ta còn gì? Thay đổi thời gian. Nhớ là phải có sâu nhá. Nhìn thấy sâu chưa? Rồi. Các bạn gõ đi nhanh lên. Chấm cái sâu này là xong bước 3 đấy ạ. Bước 1 là khai báo và khởi tạo. Thì ở đây chúng ta hoàn tất luôn, tốt chấm luôn. Bước 2 là sử dụng cái phương thức make text. Thì chúng ta chấm make text. Make text có 3 tham số. Tham số thứ nhất là context. Tham số thứ hai là cái dòng text sẽ hiển thị thông báo. Tham số thứ ba là cái thời gian duration. Đấy, thì nó sẽ hỗ trợ length và short. Và bước 3 của chúng ta là chấm sâu. Nếu không có chấm sâu, nó sẽ không hiển thị ra. Bắt buộc phải có chấm sâu. Rồi. Xong. Xong rồi nhá. Tương tự. Đấy, cô đang nhầm layout 1 với layout 2 đây này. Đấy. Thằng này mới là thằng layout 1 này. Tương tự nhá, viết lại nhá. Khai báo khởi tạo này, bước 2 là make text này. Đấy. Context này. Context xong là đoạn text này, lúc này cô không thích dùng tiếng Việt nữa, cô thích dùng tiếng Anh. You are moving to layout 1. The first layout. Ok. Ôi như cái này tiếng Anh cô cũng thích thời gian dài cơ ạ. Cô cứ chọn dài đi ạ. Nhớ là bước 3 là chấm sâu nhá. Đấy, bạn nào máy nhanh thì run luôn đi ạ.
bạn nào nhanh thì run luôn nhá. Cô vừa chờ các bạn luôn nên cô run luôn. Tí nữa ở trong layout thì chúng ta cũng có một cái thông báo ra nữa là gì ạ? Bạn đang ở layout 1, tức là bên cạnh cái đi exit text bên cả cái text view hiển thị thì chúng ta cũng xuống tốt luôn là bạn đang ở layout 1. À, xem của cô đã chạy xong chưa? Chưa xong. Ok. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Chia moving to layout 1 này. Rồi, cái này thì bạn đang chuyển đến layout 2 này. Đấy. Vừa học xong, nóng hổi đúng không? Nhá, bạn nào xong rồi thì bắt đầu vào activity 1 và activity 2 để chúng ta lạm dụng tốt một chút nhá. Sau khi set content view xong này. Tốt thôi, khai báo và khởi tạo. Đấy. Make tag, bước 2 là make tag. Cái này nó không phải là main activity nữa nhá, mà nó là gì đây? Các bạn nhìn trên này ạ, là activity 1 nhá. Activity 2 đấy cũng không được ạ. Đúng cái tên activity này, đúng cái context, không đúng context nó không ra đâu. Rồi. Bạn đang ở you are in the first layout. Này không chấm than nữa mà ba chấm. Thời gian hiển thị lần này cho hiển thị ngắn thôi nhá. Đang sót thôi nhá. Nhìn thấy chưa? Bình thường là cái thời gian này rất là nhanh nhá. Tí nữa là nó thời gian hiển thị cực nhanh luôn nên là phải tinh mắt thì mới nhìn thấy. Chậm một cái mắt con gái ngủ nó không nhìn thấy đâu. Xong rồi. Bạn nào mà chưa tự tin thì chạy luôn. Còn cô thì tự tin hơn các bạn một chút. Cô viết nốt cái activity 2, thông báo activity 2 rồi cô chạy một thể. Vẫn thế nhá, bước 1 khai báo và khởi tạo. Viết luôn, không cần đấy. Bước 2 là make tag. Cái tham số nhất. Đúng, đúng context nhá, đúng context nhá, không đúng context nó không chạy đâu. À, cái này có chuyện tiếng Việt. Bạn đang ở layout 2 cũng chấm chấm chấm. Cái này cô chúng ta cũng chọn sort thì cho nó đồng bộ, cái kia sort thì cái này sort. Bước 3, sâu. Rồi chạy đi. À, cô xem của cô đã ra chưa? Chưa ra. Sắp ra. Ơi, ra rồi, ra rồi. Đấy, bạn chia moving to layer 1 này. Đấy. Khi mà chuyển sang layer 1 thì bạn đang ở layer 1, chúng ta chọn sort nên nó rất là ngắn. Đây nhá, chạy lại để cho các bạn nhìn nhá. Sang layer 2 này, đấy. Cái này nó long nên nó sẽ tồn tại lâu, cái này ngắn đây nhá. Bạn đang ở layer 2, nó rất là nhanh và nó sẽ biến mất. Chưa? Ok. Bạn nào xong rồi, lần lượt chụp cái ba cái email nhá. Nộp lên nhóm. Còn lại cái bài dạng này chúng ta sẽ nộp lên Google Classroom sau. Nghỉ giải lao một chút nhá. Vừa nghỉ giải lao và các bạn nào chưa làm xong chậm thì chúng ta sẽ làm nốt. Chúng ta làm quen với cái dạng thông báo thứ nhất là toast, tức là nó chỉ hiển thị ra thôi và không cần hồi đáp của phía người dùng. Thế còn cái dạng thứ hai là cái dạng mà cần xác nhận từ phía người dùng, cần xác nhận từ phía người dùng. Thì thông thường các bạn thấy những cái hộp thoại mà nó dialog hộp thoại đấy ạ. Thì cái dạng này dialog notification thì cái dạng này là chúng ta gọi là dạng hộp thoại. Được chưa? Dạng hộp thoại. Dạng hộp thoại thì thường nó sẽ có ba giá trị là
Yes, no, cancel. Và rất là nhiều ứng dụng của chúng ta cần phải xác nhận người dùng. Giống như cô nói hôm nãy là ví dụ là đây này, các bạn thấy là ngay cả Windows nó cũng dùng đấy ạ. Hỏi xem là bạn có chắc chắn là muốn xóa cái file này không? Hay các bạn làm việc với cơ sở dữ liệu trên SQLite sẽ hỏi là bạn có thực sự là muốn xóa cái thông tin về cái hàng hóa này không, hay là bạn có thực sự là muốn đặt hàng không, bạn có muốn cái này không, có hoặc no, đúng không ạ? Thì trong trường hợp đấy là chúng ta phải dùng lại hộp thoại, tức là cần phải có sự xác nhận từ phía người dùng. Thì cái đối tượng mà để chúng ta tập trung nhá, Khuê ạ, Phương, chúng ta sẽ cái đối tượng để làm việc với cái hộp thoại này của chúng ở trên Android Store hỗ trợ chúng ta là Alex Dialog. Alex Dialog thì Alex Dialog thì nó sẽ dài hơn. Trên Android chúng ta gọi là Alex Dialog nhá. Thế còn một số khác thì nó sẽ gọi là Message Box. Được chưa? Vì vậy nên là chúng ta cũng có thể là gọi là cái hộp thoại hoặc là Alex Dialog hoặc Message Box. Thế còn cái dạng Chrome Dialog thì sẽ để buổi sau. Cái Dialog Alex thì nó sẽ qua các bước sau này. Nếu như tốt chúng ta sẽ qua 3 bước đúng không? Bước thứ nhất khai báo khởi tạo này, bước thứ hai là make text này, bước thứ ba là show. Bước thứ ba là show. Thì Alex Dialog thì nó lại không gộp được các bước như ở Toast, nên là câu lệnh nó sẽ dài hơn một chút, thì nó sẽ qua 3 bước sau, qua các bước sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ khai báo và khởi tạo. Khai báo và khởi tạo. Khai báo thì chúng ta sẽ dùng Alex Dialog Builder. Sử dụng cái lớp Alex Dialog Builder. Khai báo tên biến, các bạn thì đặt cái này tên biến các bạn quen rồi, và chúng ta sẽ khởi tạo. Lúc khởi tạo thì chúng ta sẽ phải truyền cho nó, chỉ rõ cho nó là đang ở context nào. Chúng ta phải chỉ rõ cái context. Đấy là xong bước 1. Bước 2 của chúng ta là sẽ các cái thiết lập. Toast thì là make text đúng không? Thế còn Alex Dialog thì các bạn nhìn lại cái hộp thoại nhá. Đây. Thì thông thường nó sẽ có cái tiêu đề. Chưa? Tiêu đề này, rồi có nội dung này, có thể có hình ảnh này, đấy, rồi là có gì ạ, cái xử lý cái sự kiện là lúc mà người dùng xác định là có hay là người dùng xác nhận là không, và cuối cùng là sẽ show lên. Thì bước 2 của Alex Dialog thì tùy cái ứng dụng của chúng ta sẽ có rất là nhiều thiết lập. Bước 2 tùy ứng dụng của chúng ta sẽ có rất là nhiều thiết lập nhá. Ở trong ví dụ này của cô thì cô chỉ có thiết lập có hai cái tham số, không có email gì cả. Tham số nhất là title, tham số hai là message. Title là cái tiêu đề của cái hộp thoại này. Tiêu đề hộp thoại giả sử cô để là message này, cái thông tin đối với người dùng hiển thị ra cho người dùng là bạn có chắc chắn là kết thúc không? Đấy. Chưa chưa có thiết lập gì về hình ảnh hay là thiết lập xử lý sự kiện đối với người dùng nhập yes hay là xử lý sự kiện đối với người dùng nhập no, chưa có gì cả. Và bước 3 của dialog thì cũng giống như toast là sẽ phải show lên. Thì chúng ta sẽ thêm cái create nữa. Cô nhắc lại nhá. Toast này và dialog thì nó sẽ qua 3 bước. Toast thì bước 1 khai báo khởi tạo. Bước 2 là make text, bước 3 là show. Alex Dialog hộp thoại này thì bước 1 cũng là khai báo khởi tạo. Bước 2 là các thiết lập. Nhưng dialog thì có rất nhiều thiết lập, có rất nhiều thiết lập. Và tùy các bạn thiết lập ít thì nó ít thông tin, mà nó thiết lập nhiều thì nó nhiều thông tin. Và bên cạnh đó thì nó còn có xử lý sự kiện nữa. Xử lý kiện gần 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 như là button. Và bước 3 của chúng ta cũng là show giống như toast. Thế nhưng mà thêm một cái nữa là chúng ta sẽ phương thức create xong đấy mà phương thức show. Chưa ạ?
nhìn kỹ nhé, 3 bước nhé. Bước 1 khai báo khởi tạo chỉ rõ concept. Bước 2 là các thiết lập và xử lý sự kiện. Đấy, ít hay nhiều là do cái bước 2. Và bước 3 của chúng ta là sẽ là sâu nó lên, create rồi sâu nó lên. Nhớ chưa? Đây là ví dụ, đây ví dụ khác ạ. Cái ví dụ này là có xử lý trong bước 2. Tức là bước 2 của cô đấy, bước 2 của cô là cô thêm cái xử lý sự kiện vào. Thế còn cái chỉ như thế này nó không có xử lý sự kiện gì đây nhé. Cái này thì nó chỉ tương tự như cái gì ạ? Như cái toast thôi ạ, chưa có xử lý sự kiện gì. Còn đây là có xử lý sự kiện này. Thì mặc định nhé, mặc định nhé. Mặc định khi mà người dùng nhấn nhấn cái yes. Các bạn có thể để là yes, nó sẽ mặc định là yes. Không thì các bạn để là có. Đấy. Thì là nó sẽ tương ứng với phương thức là gì ạ? Set positive. Positive là số dương đấy. Là dương đấy. Set positive button xử lý tương tự với sự kiện giống như là với button. Chúng ta cũng có gì ạ? On click listener. Chúng ta cũng có on click listener. Đấy. Và nhớ là chúng ta sẽ gọi đến finish. Còn cái đối với khi người dùng nhấn vào cái button no ấy ở trên hộp thoại Alexa lock thì tương ứng với chúng ta set cái sự kiện là negative dấu âm đấy. Negative, set negative button. Nó sẽ mặc định là no, còn không thì chúng ta sẽ để tiếng Việt là no. Và cũng giống như button, chúng ta cũng sẽ phải gì ạ? On click listener. Đấy. Và thực hiện các cái thao tác đối với khi mà người dùng nhấn vào sự kiện no này thì thông thường là cái sự kiện no thì sẽ là cancel. Còn yes thì là nó sẽ thực hiện rất là nhiều. Yes chúng ta có thể là ví dụ như xóa bản ghi thì chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh SQL delete. Đấy, nếu mà sửa bản ghi thì chúng ta sẽ thực hiện set update. Tức là tùy tùy cái chức năng thì cái thông đường xử lý sự kiện này có này đúng ấy thì chúng ta sẽ thực hiện rất nhiều. Còn no thì thông thường là gì ạ? Đều là gì? Cancel kết thúc. Được chưa? Thì trong hầu hết các bài thì nó sẽ có cái này, cái xử lý sự kiện đối với trường hợp mà người dùng xác nhận là đúng hoặc là sai. Nó có hai cái chính. Thế muốn có nhiều trường hợp nữa hay làm nào không? Thông thường nó chỉ có tối đa là 3 trường hợp thôi. Và cái trường hợp mà cancel mấy trường hợp no ấy thì nó tương ứng với nhau. Nên thông thường là chúng ta sẽ đa số là nó chỉ set positive mới set negative. Ok nhá, thuộc lý thuyết chưa ạ? Cô nhắc lại này. Bước 1, khai báo khởi tạo. Truyền context vào. Bước 2 là các thiết lập và xử lý sự kiện. Bước 3, create show. Ok nhá. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta chưa xử lý sự kiện mà chúng ta làm cái đơn giản giống như toast này. Rồi quay trở lại chúng ta dùng luôn cái ứng dụng lúc nãy thì chúng ta đỡ phải làm. Tuy nhiên là thay vào việc dùng toast thì bây giờ chúng ta sẽ thay để thay vào toast thì chúng ta sẽ dùng Alex Dialog ở đây. Alex Dialog Builder các bạn nhìn thấy chưa ạ? Nào, chúng ta sẽ khai báo Alex Dialog Builder nào. Rồi đặt tên cho cái cô đặt tên là Alex nhé. Khai báo rồi, bây giờ khởi tạo ạ. Nào các bạn khởi tạo đi ạ. Khai báo alexdialog.builder. Đặt tên.
khởi tạo new Alex Dialog Builder. Lười thì như cô thôi, nhấn chữ Builder và tự nó xong. Context này của chúng ta đang là context nào đấy? Main activity đúng không? Xong bước 1. Nào, xong chưa? Rồi, sang bước 2 nhá. À, tên này, Alex này. Đấy, không thì copy paste xuống được. À, các thiết lập. Rồi, cô cứ set đây ạ, các bạn muốn hình ảnh đây thì các bạn set icon. Còn cô thì bây giờ cô chỉ set title với set magic thôi. Để title là gì nhỉ? Magic cho nó nhanh. Chấm than và nhìn cho nó hoành tráng. Set magic nữa nhá. Đấy, Java rất là chuyên nghiệp luôn, cứ set là set, get là get, sau đó thì có gì tính sau. Chọn cái dưới nhá, chọn cái dưới nhá. Đây chính là tính đa hình đấy ạ. Và chúng ta sẽ phải cần hình thái nào, chúng ta chuyển hình thái đó. Magic sẽ là gì bây giờ nhỉ? Đây. Đó. Quên mất. Xong, phải để trong cặp nhé. Nhưng không phải bạn đang chuyển nữa, không phải thông báo nữa mà gì ạ? Bạn có chuyển tới layout 2 hay không? Đấy. Còn bình thường thì chúng ta sẽ thiết lập trường hợp yes, no ở đây, set positive pattern và set negative pattern. Nhưng thôi để từ từ, cái đấy tí nữa set sau. Bây giờ chúng ta sẽ create show luôn. Rồi, chạy đi ạ. Cái này mới chỉ có cái bắt chuyển đến layout 2 là có nhá, layout 1 thì vẫn chỉ là toast thôi nhá. Cái Alex Dialog thì nó phức tạp hơn. Đây rồi. Của cô đang ra. Ui, nhanh thế. Đúng là bây giờ nó tỉnh ngủ rồi. Đấy. Thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Cái này mà chúng ta không nhấn, không click là nó cứ thế này thôi. Cái title đây này, các bạn nhìn thấy title chưa? Message này. Cái message của chúng ta này, cái thông báo của chúng ta này. Đấy. Nếu mà chúng ta lại có thêm sự kiện set positive pattern với set negative pattern ở đây thì nó sẽ có cái yes, no ở đây hoặc là có không ở đây, nó cancel ở đây. Tức là tùy theo chúng ta thiết kế và chúng ta sẽ thêm sự kiện thôi. Chưa? Rồi. Chúng ta sẽ xử lý sự kiện cho button 2 thay vào cái dòng thông báo toast thì chúng ta sẽ thông báo sử dụng cái hộp thoại thông báo Classic Pop và ở trên Android Studio là Alex Dialog. Ok chưa? Thì nó sẽ qua 3 bước. Qua 3 bước như lý thuyết chúng ta vừa nói. Bước thứ nhất là sẽ khai báo. Bước thứ nhất là sẽ là khai báo và khởi tạo cái đối tượng cái hộp thoại thông báo Alex Dialog này. Chọn Enter nhá. Rồi cái khởi tạo này nhớ là phải chọn vào đúng context. Đây ạ. Đúng context của chúng ta nhá. Không đúng context là nó sẽ lỗi đấy ạ. Rồi bước 2 của chúng ta sẽ là các thiết lập thông số. Và thiết lập các thông số này, như lúc nãy chúng ta đã thiết lập thông số rồi là cái title và cái message. Bây giờ chúng ta sẽ thêm cái phần xử lý sự kiện đối với yes và no. Thiết lập thông số này thông thường bao giờ nó cũng sẽ có title. Ở đây ví dụ title là message này.
Rồi, cái title ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cấp nhập message này. Message của chúng ta là bạn có chuyển đến layer 2 hay không? Chúng ta sẽ thiết lập cái trường hợp, trong trường hợp người dùng trả lời có, đúng không? Có thì là positive, mà không thì negative, được chưa? Thế thì có hai phương thức này nhá, thì lúc ấy chúng ta sẽ chọn cái phương thức nào. Thì đây chúng ta muốn lấy có không, chứ không phải lấy dữ liệu từ một cái điều khiển trên layout. Vậy chúng ta sẽ chọn cái phương thức và cái tham số đầu nó làm thích ạ. Rồi trường hợp này là có đúng không? Các bạn có thể để là có bằng yes. Đấy, cô để là có. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xử lý sự kiện nhá. Và xử lý sự kiện thì bao giờ nó on click đúng không? Nhìn thấy chưa? Dialog interface. Cái interface của cái hộp thoại của chúng ta. Và chúng ta sẽ nhấn vào cái sự kiện on click listener. Ok, bây giờ chúng ta thích sự kiện. Để tránh quên chấm phẩy, chúng ta chấm phẩy để kết thúc cái câu lệnh này trước nhá. Cái xử lý chưa điện có của chúng ta như thế rồi, chúng ta phải copy cái dòng intern sang thôi. Intern để chuyển mang dữ liệu từ cái layout này sang layout kia. Rồi cái từ cái context hiện tại chúng ta sẽ chuyển đến cái context đích đúng không, là activity 2. Rồi xong, start activity ạ. Rồi xong nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp là đến cái negative nhá, cái trường hợp mà không ấy, tương tự đấy ạ. Chúng ta chọn đúng cái phương thức nhá, không này. Đấy. Và xử lý sự kiện trong này thì rất đơn giản, là chúng ta không làm gì cả. Được chưa ạ? Đấy, on click listener nhá, on click listener, nhìn thấy chưa? Rồi, ok, cái này không làm gì cả đúng không? Tránh quên thì chấm phẩy cái này trước. Không làm gì cả thì các bạn sẽ cancel nó đi thôi, dismiss được. Rồi xong rồi, nhìn lại nhá. Bước 1, khai báo khởi tạo. Bước 2, thiết lập các thông số và sự kiện khi mà người dùng nhấn. Bước 3 của chúng ta sẽ là create and show. Ok, chạy thôi ạ. Xem của bọn mình xong chưa. Đấy, ra rồi. Đây đang là button 2 nhá. Đấy, nó sẽ có đây ạ. À, bạn đang chuyển, có chuyển đến layout 2 không? Nếu mà chúng ta nhấn không thì nó sẽ quay lại đúng không? Nếu mà chúng ta nhấn có thì nó sẽ chuyển đến layout 2. Vậy là xong. Bạn nhìn thấy màn hình xe của cô chưa? Dạ được rồi cô ạ. Đấy, giống như là việc làm, bây giờ cô lại làm lại lần nữa. Các bạn nào lúc nãy mà bị lost internet thì chú ý nhá. Hôm trước thì chúng ta đã làm với với cả pattern 2 rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua làm với cái pattern 1. Pattern 1 thì lúc nãy là chúng ta viết on click đúng không? Thì nó sẽ thực hiện khi mà chúng ta on click đến cái button 1 thì nó sẽ thực hiện cái công việc này. Nhưng mà lần lúc trước là chúng ta sẽ chỉ hiển thị cái thông báo là bạn đang moving to layout 1 thôi. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ đổi lại là dùng Alex Dialog ở đây. Là bạn có muốn thực sự muốn chuyển đến cái layout 1 hay không? Chưa? Thì lý thuyết nắm được rồi. Bạn nào chưa nắm được phải đọc lại. Bước 1 vẫn là khai báo và khởi tạo. Đây. Bước 1 khai báo và khởi tạo. Bước 2 là thiết lập và xử lý sự kiện. Các thiết lập ví dụ icon, cái hình này message title là xử lý sự kiện đối với trường hợp mà người dùng đồng ý và người dùng không đồng ý. Thì thông thường cái trường hợp đồng ý thì chúng ta mới phải làm nhiều, còn trường hợp không đồng ý thì hầu như chúng ta không phải làm gì cả. Chúng ta chỉ cần gì ạ? Không hiển thị nó, thế là xong.
Thế còn cái trường hợp đồng ý chúng ta có thể cancel hoặc là dismiss này, thì trường hợp đồng ý là sẽ xử lý rất nhiều. Tuy nhiên cái demo, cái bài demo này rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần chuyển đến cái đồng ý chuyển đến layer 1 thì chúng ta sẽ chuyển đến layer 1 thôi, và chúng ta sẽ dùng tốt kết hợp cả tốt và Alex Dialog luôn. Thế nhá, 3 bước nhá. Ở bước 3 thì đối với Toast chỉ là chấm sâu, thế còn bước 3 đối với Alex Dialog chúng ta thêm QS rồi mới mới sâu ra sâu. Ok, đây lý thuyết bắt đầu này, làm lại nhá. Alex Dialog Builder nhá. Rồi các bạn đặt tên Alex cũng được, mà Alex Dialog cũng được, mà AL cũng được. Quê tra từ điển đi ạ, và viết ngay, tra luôn cả từ cancel luôn nhá. Cô vẫn đặt trung thành với từ Alex. Ô, thêm một cái dialog nữa. À, code ở trên máy tên dài một chút thì nó nhận dạng chuẩn hơn. Code ở trên giấy thì tên thật ngắn thôi. Code ở trên giấy thì AL thôi nhá. New Em với này. cô thêm dim mít vào nó vẫn thế mà cô. Đúng rồi, tí mít hay cancel đều được mà. Không phải em bỏ dim mít đi thì nó vẫn y nguyên mà. Thì nó đã chuyển đến đây này. Thì ra cái câu lệnh của chúng ta là nó đã chuyển đến cái layout kia rồi, thì cái đúng là cái này nó không còn tác dụng nữa. Nó Cái này chẳng qua là cô code theo thói quen thôi. Nào, new nhá. Nhìn kỹ nhá. Vì chúng ta code ở trên máy, chúng ta không cần phải viết nhiều đoạn, nó để sao để cho tự sinh code thôi. Khai báo và khởi tạo này, Alex Dialog Builder này. Xong này, chúng ta vẫn đang ở gì ạ? Main activity đúng không? Đây chính là context. Chuyển context vào chuẩn nhá. Bạn các bạn đang ở activity 1 mà các bạn chuyển context activity 2 thì nó sẽ không nhận đâu. Xong bước 1, xong bước 1 nhá. Còn bước 3 ấy, nếu mà các bạn sợ quên ấy, sợ quên thì chúng ta làm luôn bước 3 cũng được, bởi vì trên giấy với trên máy nó khác nhau lắm. Được chưa? Đấy, làm trước bước 3, bây giờ làm bước 2 ở giữa có được không ạ? Được. Nhớ đây là bước 1 nhá. 1 khai báo và khởi tạo. Khởi tạo nhớ nó phải thì chỏ nó xem nó đến cái context nào ạ. Ở đây là bước 3. Là sâu nó lên. Yes. Và sâu. Bước 2 của chúng ta sẽ là thiết lập thôi ạ. Thiết lập các cái thông số và xử lý sự kiện. Rồi, thông thường là Alex Dialog này, thông thường nó sẽ có một cái title. Thực ra không có title đúng không? Được. Title này đặt tên là gì đây? Mu đi ạ. Ồ, xóa chữ in đi. Thông thường bao giờ nó cũng có title message. Đang tiếng Anh, đang chuộng tiếng Anh thì cho chuộng tiếng Anh luôn nhá. Do you want to move to lay the first Mẹ. layout? Rồi. Icon thì cô chưa chuẩn bị gì cả, chúng ta không icon gì cả. À, bây giờ thì xử lý sự kiện nhá, 2.2 là xử lý sự kiện này, thì chú ý nhá, trong xử lý sự kiện ấy, trong xử lý sự kiện thì chúng ta phải nhớ này là cái chiết ấy là chủ yếu là sự kiện là tên gì ạ, bên bên viết thôi ạ. Còn bên nâu ấy, bên nâu thì hầu như là có làm gì không ạ? Không làm gì cả nhá, đúng không? Không làm gì nên là bên nâu thì nó chỉ có gì dialog cancel dialog dismiss, một trong hai cái đấy là ok.
Rồi, bắt đầu các bạn xử lý cái chiết trước cũng được mà cái nâu trước được, nhưng nhớ này, cái chiết sẽ là positive, cái nâu là negative. Đấy, nhìn thấy chưa? Được chưa? Và chúng ta sẽ chuyển vào cái chữ có với chữ không, thì chúng ta chọn cái tham số đầu nó sẽ là text, chứ không phải là ID. Còn không ID cũng được, nếu như mà các cái bạn lấy dữ liệu từ trong giao diện ấy, từ trong một cái điều khiển trên giao diện, có thể là cái button hay là text view gì đấy, thì các bạn truyền ID cho r.id chấm text view, thì nó sẽ không phải truyền vào cái text như chúng ta muốn, mà nó sẽ truyền vào cái dữ liệu mà lấy từ cái text ở cái điều khiển ở trên layer, thì sẽ truyền vào sử dụng cái hàm ID này. Đấy, được chưa? Như chúng ta đang dùng cái text thì chúng ta sẽ chọn cái hàm này. Giờ cô cũng sử dụng cái chết trước nhá. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, cô cứ nghĩ là cô viết chữ chết rồi ạ. Ồ, trên trường than cho nó tình cảm. Rồi, được chưa? On click listener nhá, giống hệt button luôn. Ok, sự kiện chúng ta sẽ viết ở trong cái, nhớ là chấm phẩy ở đây không nó sẽ lỗi cú pháp bởi vì nó chưa kết thúc cái câu lệnh này. Chúng ta sẽ viết cái sự kiện vào đây nhá. Ở đây là chiết đúng không? Tức là chúng ta sẽ chuyển đến cái layout một đúng không ạ? Như vậy là chúng ta dùng intent thôi. Lần này cô đặt tên là intent nhá, không dùng IT nữa nhá. Đang chuộng tên dài mà. Rồi, đang ở main activity. Chúng ta muốn chuyển đến activity 2 đúng không? À sorry, activity 1 ạ. Từ hôm qua cái này chắc là quen rồi. Xong nhá. Cái chỗ này các bạn cho, bởi vì nó đã chuyển sang cái active khác rồi. Do đó chỗ này đúng như lúc nãy cô viết theo thói quen thôi, còn cái này cho vào dialog cancel hay dismiss nó không có tác dụng gì cả. Đấy, cái thao tác chính chúng ta đã chuyển xong. Bây giờ chúng ta làm đến cái xử lý cái no, tức là không làm gì cả. Nhớ là chọn đúng nhá, negative nhá. Đang yes, làm này cho no. Đấy, on click listener. Đấy, chúng ta thấy nó code trên máy nó rất là nhanh, nó hỗ trợ rất nhiều code, nó không phải làm cái gì cao xa cả. Cancel hay dismiss đều ok. Đấy, bước 3 chúng ta viết rồi để tránh quên. Thế còn câu lệnh này bây giờ có dùng nữa nữa không? Không dùng đấy nữa đúng không? Bởi vì nếu mà no rồi mà các bạn vẫn để câu lệnh là câu hai câu lệnh phía dưới thì kể cả no nó trở về rồi các bạn phải nhấn thêm một cái button một cái thì nó lại gì ạ? Vẫn chuyển sang. Vậy nó sẽ bị rối loạn. Tức là nó không biết là xử lý cái này hay xử lý cái kia. Đấy, nên chúng ta xóa cái này đi. Rồi, soát lại nhá. Thứ nhất này, khai báo khởi tạo này, trỏ đến cái context này, thiết lập này, xử lý sự kiện, just know của Alex Dialog này, create và show này. Xong rồi. Thế bây giờ nếu mà bạn nào mà cẩn thận nữa, tức là trường hợp chết rồi thì chúng ta sẽ trước khi chuyển sang thì chúng ta sẽ gì có một cái thông báo đúng không ạ, đồng ý là chuyển sang rồi thì chúng ta sẽ có một thông báo ra màn hình là bạn đang chuyển đến layer 1. Thế xong chuyển đến layer 1 rồi thì sẽ có một cái dòng thông báo là bạn đang ở layer 1. Cái hai cái thông báo kia thì chúng ta biết rồi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta chạy thôi. Chạy thử nhá. Thì lúc nãy là chúng ta đã thiết xong cho cái button 2, bây giờ thì chúng ta xong cho button 1. Bây giờ các bạn nhấn vào button 1 và button 2 thì nếu đều hiển thị hộp thoại.
Nếu mà cái button 1 thì nó bạn chọn chess thì nó sẽ có một thông báo là bạn đang chuyển đến layer 1, rồi nó chuyển đến layer 1. Thế còn cái button 2 thì nó không, nó cũng cho bạn chọn nhưng nó sẽ không có cái dòng thông báo là bạn đang chuyển đến layer 2 thôi. À, xem cô chạy xong chưa? Xong rồi đây ạ. Đây nhá. Layer 2 lúc nãy chúng ta viết này. Đấy. Được chưa? Nó sẽ chuyển đến này. Đấy, layer 1 chúng ta vừa viết xong này thì nó sẽ có cái tiêu đề là move này, có cái message là you want to move to layer 1 này. Đấy, được chưa ạ? Title này, message này. À, cô chọn là yes và no này. Đấy, đây là cái chế độ mặc định nhá. À, cô chọn no này. À, tí nữa chúng ta sẽ thêm một cái no, một cái trước khi dismiss là chúng ta hiển thị là bạn trở về layer cũ. Thế còn cái yes này, ấy thì nó có một cái thông báo là bạn đang chuyển đến layer 1, bạn đang lên layer 1. Đấy, có một cái thông báo nữa là gì ạ? Vừa ôn lại source luôn ạ. Bước 1 là khai báo này, make tag này, contact này, dòng tag thông báo này. À, bạn đang trở về, đang trụ tiếng Anh nhá. You are returning. Rồi. Cái này cho thời gian ngắn thôi nhá. Short thôi nhá, cho nó nhanh. Ok, cái này cũng cho short thôi. Rồi chạy lại. Nào xem cô chạy xong chưa. Thông thường là lần đầu tiên chạy thì nó sẽ máy tính nó mơ ngủ một chút thì nó sẽ chạy chậm. Thế chạy những lần sau này thì nó tỉnh hơn rồi, càng ngày nó sẽ chạy càng nhanh. Đang layer 1 này. Đấy, bạn có muốn chuyển đến layer 1 không? No thì nó sẽ có thông báo là bạn đang trở lại cái layer cũ này. Nếu mà chess này thì nó sẽ là bạn đang chuyển đến layout 1 này và chuyển đến layout 1. Ok.